top 5 sao nam từng lên tiếng nói nam em có vấn đề về thần kinh. Trấn Thành, Trường Giang, Quyền Linh nhìn không sai. Những ngày gần đây, nam em trở thành hiện tượng gây tranh cãi trên mạng xã hội khi liên tục có nhiều phát ngôn khó hiểu trên livestream và những hành động bất bình thường. Nhiều khán giả cho rằng nam em có vấn đề về tâm lý. Không những thế, trong quá khứ cũng có nhiều sao nam từng lên tiếng nói thẳng nam em có vấn đề về thần kinh. Nhiều người còn đưa ra lời khuyên nam em nên tìm bác sĩ giỏi để chữa bệnh. Tuy nhiên, cô không nghe theo và càng ngày càng lún sâu vào các drama. Và clip hôm nay, hãy cùng Hero Thanh trong quá khứ, các sao nam của Vbiz từng nhận xét gì về nam em nhé. Nếu thấy video hay, nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi. Trấn Thành. Tại chương trình Vô Lăng Tình Yêu, Trấn Thành từng nói, những cái nam em phát ra, nó sẽ luôn luôn đi ngược và đánh bại những gì nam em cố gắng muốn có. Tiếp đến, Trấn Thành lấy ví dụ trực tiếp rằng, nam em thích lãnh thanh nhưng luôn cố gắng tỏ ra là không cần. Theo Trấn Thành thì đôi khi nam em tỏa ra năng lượng làm cho người khác thấy sợ. Đồng thời Trấn Thành cũng công nhận nam em là một cô gái rất thông minh nhưng lại có vấn đề về thần kinh rất nặng. Rất thông minh nhưng nam em lại có nội tâm có vấn đề cực kỳ nặng về mặt thần kinh. Để điều khiển được thần kinh của mình, nam em lại không biết cách kiểm soát năng lượng, thường lại phát ra loại năng lượng làm cho người ta phải sợ mình. Trấn Thành tỏ ra tiếc nuối, mong rằng phải chi nam em biết cách khống chế, kiểm soát năng lượng này thì cô sẽ gặp những điều tốt hơn. Phải làm sao để cứu cô gái này ra khỏi mớ bòng bong đây? Trấn Thành vừa thở dài vừa nói. Trời ơi, nam em là cái người thực sự cần cứu rỗi đó, Trấn Thành nhấn mạnh. Theo Trấn Thành, người đàn ông có thể ở bên nam em nhất định phải bao dung, kiên nhẫn và nhân hậu. Vẫn trong sự chăn trở về nam em, Trấn Thành chút hết ruột gan bày tỏ. Nam em à, anh không biết là em có nghe được hay không, nhưng em thực sự cần kiểm soát lại bản thân một tí để thanh thản hơn. Anh không khuyên em đổi gu đàn ông, cái chuyện khuyên ai đó đổi gu đàn ông thì anh không bao giờ làm. Quyền Linh. Tại chương trình Giải Mã Kỳ Tài, MC Quyền Linh nói thẳng nhận định của mình về nam em. Đôi khi tôi thấy nam em khùng khùng, tôi thấy đây là cô gái quá yếu đuối, yếu về thần kinh. Tiến sĩ Lê Thẩm Dương cũng đưa ra nhận xét về nam em. Nam em đang thiếu các chỉ số để tồn tại. Một con người cần những chỉ số tồn tại khác nhau, nếu không có hoặc quá ít chỉ số đó là thua, giỏi mấy cũng sẽ bị người khác dẫm lên. Trước nhận định từ hai đàn anh, nam em cũng không ngần ngại tâm sự về trạng thái tâm lý bất ổn của mình. Cô nói, tôi bị khùng thật và đôi khi mất kiểm soát nên cuộc sống mới ra nông nỗi này. Nam em thừa nhận, nếu cô kiểm soát tốt cái khùng của mình thì cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn và cô sẽ trưởng thành hơn. Tuy nhiên, đến cuối cùng nam em nhận ra rằng mình đã làm sai. Cô nói, tôi không cố gắng ôm cái sai trong người, tạo nên nút thắt không gỡ ra được. Bây giờ tôi gỡ được một phần nút thắt nên đỡ điên hơn trước. Tôi vào showbiz từ năm 2018, khi bắt đầu thi hoa hậu rồi dính theo showbiz luôn. Vào showbiz khiến tôi thay đổi hoàn toàn. Trước đây tôi là một người ít nói, rụt rè, không dám thể hiện bản thân. Lúc nào tôi cũng thu mình lại, không dám show ra cho mọi người thấy. Khi vào showbiz, tôi bắt đầu khám phá ra những tiềm ẩn trong mình nên thành ra không kiểm soát được nên đi xa quá. Tôi khám phá được tính cách thích mạo hiểm của mình, thích làm những chuyện khủng điên khác người. Tôi cứ nghĩ đời người chỉ có một lần, cứ làm đi chẳng sao hết. Tôi không nghĩ tới hậu quả sau này. MC Quyền Linh tỏ ra đồng cảm với nam em khi biết tình trạng tâm lý của cô. Anh nói, đâu phải dễ dàng điên đâu, nam em biết mình điên là giỏi lắm. Đâu phải ai cũng biết mình điên, nam em là con người rất giàu cảm xúc. Tôi từng gặp cô này ở rất nhiều chương trình rồi, cười là cười thoải mái, khóc cũng thoải mái tự nhiên, không sợ ai hết, muốn nói gì cũng nói hết. Trường Giang. Vào năm 2016, sau khi scandal tình ái giữa nam em và Trường Giang nổ ra, sau nhiều ngày im lặng Trường Giang cũng phải lên tiếng. Trường Giang thời điểm đó thừa nhận đã từng thích nam em nhưng không phải là yêu. Khi làm việc chung, nam em, anh thấy cô đó rất dễ thương, thông minh, hài hước. Sau đó mọi người ngồi chung với nhau, cô ấy nói thêm về gia đình, cái sự chia ly, đau buồn cô ấy từng gánh chịu. Cô ấy kể rất nhiều chuyện khác nữa thì mình thấy thương cô ấy quá. Mình thương cô ấy, thích cô ấy nhưng không hề có tình yêu. Nam danh hài cũng khẳng định những hành động của nam em, từ việc livestream kể lể cho tới việc tự tung clip mua bánh kem, tặng hoa là do có vấn đề về đầu óc, bởi người bình thường không ai làm như vậy. Về Nhã Phương, Trường Giang chia sẻ, anh cảm thấy mất ngủ, xấu hổ và không dám xin tha thứ. Anh tiết lộ, khi mọi chuyện trở nên ầm ĩ, Nhã Phương đã khóc rất nhiều nhưng cô lặng lẽ chịu đựng tất cả. Đồng thời anh cũng khẳng định, đừng nói gì tới Nhã Phương nữa. Nói thẳng luôn là nam em hãy cẩn thận, nếu cô ấy làm gì đụng tới Nhã Phương thì cô ấy cũng sẽ không bao giờ sống yên ổn được. Về lý do giữ im lặng, chàng mười khó cũng giải thích,
đó không phải là muốn trốn tránh, mà chỉ muốn bảo vệ những người phụ nữ trong cuộc. Trước đó, việc nam em tiết lộ từng yêu Trường Giang, showbiz Việt đã làm dậy sóng. Không dừng lại ở đó, người đẹp sinh năm 1996 còn kể lể tường tận về chuyện tình vụng trộm này. Suốt thời gian diễn ra ồn ào, cả Trường Giang và Nhã Phương đều giữ im lặng và có thông tin cả hai đã đường ai nấy đi. Duy Mạnh. Tối 19 tháng 2, Duy Mạnh bất ngờ có buổi livestream cùng nam em và thu hút sự quan tâm của công chúng. Khi nam em bức xúc nói về những vấn đề của mình, Duy Mạnh liên tục đưa ra những lời khuyên cho đàn em. Nam ca sĩ cho rằng, nam em không nên để bản thân bị dẫn dắt bởi những lời ra tiếng vào trên mạng xã hội, đồng thời mong nam em sẽ vượt qua stress và có cách hành xử chuẩn mực. Dù được đàn anh khuyên nhủ nhưng nam em không có thái độ tiếp thu. Cô tạm dừng livestream chung với Duy Mạnh và sau đó livestream riêng để phản pháo lại đàn anh. Theo đó, nam em gây bức xúc khi phát ngôn. Tôi thấy có một màn quay xe hơi gắt, xong bắt tôi phải quay xe theo là sao? Là con người tôi ba phải không có chính kiến hay sao? Là sao? Nói nghe chơi. Tôi có chính kiến lắm mọi người, đừng thấy vậy mà thao túng tôi. Không có đâu, không dễ vậy đâu. Không những vậy, nam em còn gây phẫn nộ với thái độ thách thức, tuyên bố sẽ không quay xe mà vẫn tiếp tục, không cần ai bên cạnh mà một mình chấp hết. Phản ứng của nam em sau khi nhận được lời khuyên từ Duy Mạnh đã khiến dân mạng chỉ trích. Đa số bình luận đều cho rằng nam em đang ngày càng lún sâu và mong người đẹp gốc Tiền Giang có thể giữ bình tĩnh để nhìn nhận sự việc trước khi quá muộn. Bạch Công Khanh. Nam em và Bạch Công Khanh từng là cặp đôi song ca ăn ý ở nhiều sân khấu. Trong một lần phỏng vấn, nam em từng chia sẻ nếu lấy chồng cô sẽ chọn một người như Bạch Công Khanh. Gộp thêm những tương tác ngọt ngào của cả hai trên sân khấu, nhiều người hâm mộ liên tục đẩy thuyền cho cặp đôi. Tuy nhiên, vào giữa tháng 12 năm 2022, mối quan hệ của cả hai vướng nghi vấn căng thẳng khi netizen phát hiện Bạch Công Khanh và nam em không còn tương tác thoải mái như trước. Thậm chí, nhiều người còn soi được Bạch Công Khanh và nam em hủy kết bạn nhau trên mạng xã hội. Sau đó, các trang FC của nam em bị đánh sập và dân tình dấy lên tin đồn Bạch Công Khanh có thái độ chèn ép đồng nghiệp. Trước nghi vấn triệt đường sống của nam em, ngày 23 tháng 12 năm 2022, Bạch Công Khanh lên tiếng: "Nguyên nhân chính dẫn đến bất đồng trong công việc của tôi và nam em thì cả hai chúng tôi đều biết. Chuyện đó rất nhỏ và chúng tôi giải quyết được. Mọi người sáng tác ra rất nhiều, từ gia đình, giới tính, công ty và đỉnh điểm nhất là mọi người phỉ báng, vu khống tôi và công ty có hành động triệt đường sống của nam em hay là giật sập tất cả các trang FC của nam em rồi thâu tóm mọi thứ để hạ bệ cô ấy. Nếu ai nhận tiền từ tôi và công ty hạ bệ danh tiếng của nam em thì cứ lên tiếng, tôi sẽ đối chất." Nam em từng chất vấn tôi về chuyện này vào giữa đêm khuya và tôi phải dựng cả công ty lên để giải đáp cô ấy về việc trang FC bị đánh sập. Và đến khi nam em có câu trả lời cho những thắc mắc đó. Nhưng nói thật là đến ngày hôm nay, tôi chưa được chính thức nhận câu xin lỗi nào từ nam em. Tuy nhiên, tôi biết nam em là người không giữ được bình tĩnh trước mọi việc. Tôi thấy chuyện đó mình vẫn có thể bỏ qua được. Ngay sau khi Bạch Công Khanh lên tiếng, nam em liền có đăng đàn căng đét. "Tôi nói tốt về người đàn ông đó, mọi người chỉ trích tôi. Người đàn ông đó nói không tốt về tôi, mọi người vẫn chỉ trích tôi. Vậy mà nói không có trọng nam khinh nữ, không hiểu." Cả hai không đứng chung sân khấu một thời gian và FC của Bạch Công Khanh và nam em đấu tố lẫn nhau.